Trong khi những cơn mưa như chút đang nhấn chìm nhiều thành phố ở Hàn Quốc và Mỹ, thì châu Âu lại phải hứng chịu những đợt nắng nóng gay gắt chưa từng có. Cục khí tượng Hàn Quốc cho biết, trận đại hồng thủy trong tuần này đã gây ra mưa lớn chưa từng có trong vòng 115 năm qua ở Seoul. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng do đợt mưa lũ quét qua phía Bắc Hàn Quốc kể từ hôm 8 tháng 8. Mưa lũ cũng làm mất điện, gây lở đất, ngập lụt ở các tuyến đường và tàu điện ngầm. Đến ngày 10 tháng 8, ít nhất 6 người vẫn mất tích, ít nhất 570 người tạm thời mất nhà, trong khi 1.400 người đã phải sơ tán, hầu hết ở Seoul. Còn tại Mỹ, tối ngày 10 tháng 8, mưa lớn đã trút xuống thủ đô Washington DC gây ngập lụt trên diện rộng khi trận dông ập đến vào lúc 4 giờ 45 chiều, lượng mưa từ 5 đến 10cm trong 1 giờ tùy theo khu vực. Theo báo Washington Post, lượng mưa tại thời điểm đó bằng mức trung bình mà khu vực này nhận được trong cả tháng 8. Trong vòng vài phút, lượng mưa tràn vào các khu vực trũng thấp, có nơi đường ngập bị sâu gần 1 mét. Các đường hầm và lối đi bộ ngầm nhanh chóng bị ảnh hưởng, buộc các cơ quan chức năng phải giải cứu người dân. Trong khi mưa lũ lịch sử đang xảy ra tại các quốc gia châu Á và châu Mỹ, người dân nhiều nước Tây Nam châu Âu lại vật vã với nhiệt độ cao kỷ lục trong nhiều tuần khi nắng nóng tấn công, gây cháy rừng ở khắp nơi. Cơ quan khí tượng Anh hôm 15 tháng 7 lần đầu ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng, khi nhiệt độ ở một số khu vực tại nước này được dự báo gần đầu tiên chạm mức 40 độ C, phá vỡ kỷ lục nắng nóng từng ghi nhận là 38,7 độ C năm 2019. Nước Pháp cũng đang đối mặt với đợt nắng nóng cao điểm từ Địa Trung Hải tới Brittany ở Tây Bắc. 15 khu vực được đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất vì nhiệt độ cao. Nhiệt độ ở miền Tây nước Pháp dự kiến từ 38 đến 40 độ C. Thời tiết khô nóng bất thường đã gây ra cháy rừng ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Hy Lạp và nhiều nơi khác. Cháy rừng đã khiến hàng chục nghìn người trên khắp châu Âu buộc phải rời bỏ nhà cửa để đi sơ tán. Riêng tại Tây Ban Nha, hơn 4.000 hectare đất đã bị thiêu rụi.